Sedan hạng B chạy taxi, chọn Kia Soul Uto AT hay Toyota Vios 1.5 eCVT. Kia Soul Uto AT và Toyota Vios 1.5 eCVT chênh nhau 75 triệu đồng về giá bán, do đó việc lựa chọn mẫu sedan hạng B nào phù hợp để chạy dịch vụ át hẳn sẽ khiến nhiều người đau đầu. Phân khúc xe hạng B, tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự ganh đua của nhiều cái tên như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mazda hay Kia Soul Uto. Trong clip này, 360 xe sẽ so sánh giữa hai cái tên Kia Soul Uto bản cao cấp AT Zuluse và Toyota Vios phiên bản 1.5 eCVT 3 túi khí. Giá bán: Toyota Vios 1.5 eCVT 3 túi khí vừa ra mắt thị trường có giá bán 520 triệu đồng, trong khi đối thủ cạnh tranh là Kia Soul Uto AT Zuluse có giá bán 445 triệu đồng. Theo đó, có thể thấy Kia Soul Uto AT rẻ hơn Vios 1.5 eCVT tới 75 triệu đồng, tuy nhiên liệu mức chênh trên có thực sự lời? Thông số kỹ thuật: Toyota Vios 1.5 eCVT có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.425, 1.730, 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm. Còn đối thủ Kia Soul Uto AT có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.300, 1.710, 1.460 mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.570 mm. Xét về thông số trên có thể thấy, chiều dài của Kia Soul Uto AT nhỉnh hơn Toyota Vios 1.5 eCVT 5mm, nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn đối thủ 20mm và hẹp hơn 15mm. Ngoại thất: điểm chung của hai đối thủ Kia Soul Uto AT và Toyota Vios 1.5 eCVT, đó là đều được trang bị đèn pha halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Soul Uto AT nhỉnh hơn một chút so với Vios 1.5 eCVT khi có thêm đèn LED chiếu sáng ban ngày, nhưng lại thua kém khi chỉ được trang bị gương gập cơ. Thông số vận hành: Toyota Vios 1.5 eCVT 3 túi được trang bị khối động cơ 4 xi lanh dung tích 1.5 lít, có công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng trên phút, kết hợp với động cơ là loại hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó, Kia Soul Uto AT, Zuluse sử dụng loại động cơ 4 xi lanh dung tích 1.4 lít, công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Dựa vào thông số trên có thể thấy sức mạnh của Toyota Vios 1.5 eCVT nhỉnh hơn đối thủ Kia Soul Uto AT về công suất và moment xoắn, trang bị tiện nghi và trang bị an toàn. Với khoản chênh 75 triệu đồng, Toyota Vios 1.5 eCVT được trang bị nhiều hệ thống an toàn chủ động hơn so với Kia Soul Uto AT. Cụ thể, Vios 1.5 eCVT được nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động trên xe cao hơn Soul Uto như hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, túi khí nhiều hơn. Mặc dù thua kém về các tính năng an toàn kể trên, nhưng Soul Uto AT được trang bị cảm biến lùi, trong khi đối thủ cạnh tranh không có chức năng này. Về trang bị tiện ích, Vios 1.5 eCVT được trang bị màn hình 7 inch, đầu DVD, USB, Bluetooth và dàn âm thanh 4 loa. Về phía đối thủ Kia Soul Uto AT được trang bị màn hình AVN 7 inch, audio, bản đồ dẫn đường GPS và dàn âm thanh 6 loa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.